Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Ngày hôm nay Lâm xin giới thiệu với các bạn một mẫu nước hoa mà lại một lần nữa Lâm xin khẳng định là ở trên YouTube và các kênh review nước hoa ở Việt Nam vẫn chưa có trên tay mẫu nước hoa này. Cái lý do là tại vì thứ nhất là cái độ hiếm của nó, và thứ hai của nó lý do đó là chưa có những cái người nào mà tự tin, nhiều người phụ nữ tự tin mà dám khoác lên một cái mẫu nước hoa với cái mùi rất là đình đám và rất là kỳ lạ và huyền hoặc như là cái mẫu nước hoa mà Lâm sắp trình tài, đó chính là Alien. Đây, Alien của hãng Mueller với dung tích 90ml, và Lâm xin unbox cái mẫu này. Đây là mẫu full box nha các bạn. Một lần nữa Lâm nhắc lại là full box chứ không phải là tester như là những cái mẫu mà trước đây Lâm từng review, bởi vì cái người khách này là khách quen, đã tin dùng mười mấy 20 chai Lâm rồi, cho nên là họ cũng rất là tin tưởng mình. Mình cũng xin khui hộp và giới thiệu cho các bạn thôi, rồi Lâm cũng sẽ gửi lại cho khách của mình. Giới thiệu sơ qua cái hộp á, thì lúc mà mình cầm lên á thì do cái thiết kế xung quanh của cái chai này nè là được in nổi lên mà màu vàng, nhìn nó cực kỳ bắt mắt và nó giống như là một cái loại bùa chú ở bên nước ngoài vậy đó. Còn ở trên đây á thì còn vẫn còn là tem nha. Đây là chữ M, viết tắt của chữ Mueller. Và ở dưới á thì có đủ các loại check code cho các bạn nha. Cái mẫu này được sản xuất tại Pháp luôn nha các bạn. Đây là cái mặt sau của nó và cái hình dáng ở bên trong. Thì giống như là nhà sản xuất đã công bố á, thì cái kiểu dáng này á, nó là giống như là một cái loại một cái viên ngọc, hay gọi là một cái loại viên ngọc mà những cái ông thầy Pháp á, người hay đeo mà ở bên tận ở bên châu Phi nha các bạn. Còn ở đây thì sau lưng của nó là một số thông tin nữa, vừa có tiếng Pháp mà vừa có tiếng Anh. Đây là 60ml. Rồi bắt đầu mình khui hộp nha. Đây là nội dung bên trong của cái khi mà mình mở hộp ra, thì ở bên đây á, hai bên đây á đều có in cái cách sử dụng nè, khi chúng ta cầm lên mà xịt như thế nào nè. Một lần nữa là mẫu này là mẫu refill, tức là khi mà chúng ta sử dụng hết cái chai nước hoa này, chúng ta có thể bơm nước hoa vào để mà sử dụng tiếp nếu mà chúng ta cảm thấy hết cái mẫu chai này. Đây là mẫu refillable. Đây. Ở trong nó có một cái cuốn sách, nó đầu tiên đó là được ghi cái chữ The Circle và một cái giống như là một cái lá thư nhỏ vậy đó. Em coi cái nội dung bên trong là gì nha. Just for you, là chỉ dành cho bạn thôi. Giống như là một cái tờ sớ gì đó nha các bạn. Và một số thông tin cho các bạn điền vô để mà tham dự một cái chương trình hội nghị phù thủy gì đó. Rồi, bỏ qua bên này đi. Đây là mẫu chai đi Alien. Alien cũng là một cái kiểu viết của rất là cách điệu mà không có dễ dàng gì mà đọc được bằng mắt thường nha các bạn. Đây là cái nút xịt của nó, chúng ta xịt hàng gì. Kiểu chai của nó giống như là một cái viên ngọc rất là phá cách. Đó, chúng ta cầm lên nhìn thấy nó rất là đặc biệt đúng không? Ở dưới đây là những cái quả tiết rất là hay, rất là quá dị, mà ít có cái chai nước hoa nào mà người ta dám thiết kế cái kiểu chai này, bởi vì nó rất là dị. Đó. Và cái mùi hương của nó cũng cực là rất là đặc biệt. Chỉ có thể nói là một chữ thôi là chất. Nếu mà các bạn nữ mà thích đã quá quen thuộc với những mẫu tâm pho mùi quái và lạ, thì các bạn hãy thử qua một lần Island này. Một mùi cực kỳ là quyến rũ và ma mị nha các bạn. Với dung tích là 90ml cho một chai full box như này, và đặc biệt ở Long Bình Shop các bạn sẽ được mua với giá cực kỳ tốt và sẽ được ship toàn quốc nha các bạn. Các bạn hãy liên hệ với hotline là 0939010042, chỉ duy nhất cái số này thôi, và từ lúc kinh doanh tới giờ Lâm chỉ xài duy nhất một số này, tất cả các số còn lại đều là fake hết nha các bạn. Rồi các bạn hãy bấm nút subscribe và để đăng ký cho kênh của mình. Hôm sau Lâm sẽ tiếp tục nhập những mẫu nước hoa mới và những cái mẫu nước hoa hot và lạ để mà giới thiệu cho các bạn. Sẵn tiện ngày hôm nay Lâm cũng nhập về một số mẫu nước hoa cho khách, thì Lâm cũng xin giới thiệu nhanh qua cho các bạn xem nha. Thì cái mẫu này Lâm đã từng trên tay gọi Blue Parfum 2018, bản này là Lâm đã người đầu tiên trên YouTube trên tay nha.
Đây là Victoria Bombshell, Victoria Bombshell Elder Perfume phiên bản 50ml. Và hàng bên Lâm thì đều có chip code nha các bạn. Chip code này hàng của Mỹ nha các bạn, hàng của Mỹ nha. Chanel Chanel Allure Elder Perfume for Women, đây là phiên bản dành cho nữ. Khi mà các bạn đã quá nhàm chán với Coco Made in Moselle hoặc là Coco Number 5 thì hãy đến với Chanel Allure Extreme dành cho nữ nha. Mẫu này thì cực kỳ là thơm luôn. Và cái giá thì Lâm cũng chưa có bóc siêu ra nữa. Giá này là giá Euro nha các bạn, phải là tính Euro nha các bạn. Made in France. Và các bạn hãy lưu ý là Elder Perfume nó cũng có một cái giọng giống như hệt như vậy, nhưng mà Elder Toilette thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó rẻ, nó sẽ giá sẽ thấp hơn cái mẫu này nha, mẫu này cao cấp hơn. Dior Survey Elder Perfume có hàng chữ Elder Perfume nha. Có một cái mẫu như vậy nữa nhưng mà nó không có hàng chữ Elder Perfume, là Elder Toilette, thì vẫn là giá rẻ hơn nha các bạn. Hôm nay nhập về chỉ có 2-3 chai cho khách chị thôi à, không có nhiều. Và còn tem code nữa nha, không thiếu bất cứ món gì hết. Hàng của Lâm lúc mà gửi cho các bạn thì Lâm sẽ báo cáo cái tình trạng của nó như thế nào, chẳng hạn như là tester hay là full box hay là như thế nào đó thì Lâm sẽ báo sẽ cho các bạn biết trước khi mà các bạn nhận hàng. Một lần nữa cảm ơn một số bạn ở Bến Tre, chị Thị Dương và chị Hải Anh ở Bà Rịa Vũng Tàu đã ủng hộ cho Lâm, mặc dù lần đầu tiên mua hàng nhưng mà bạn đã ủng hộ hết 4-5 chai rồi và đã có những feedback rất là tích cực. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Một cái chi tiết nữa mà Lâm quên đề cập ở trong cái mẫu nước hoa này, đó chính là mẫu refillable. Một chút xíu đã làm sao ghi cái chữ đó ra, refillable, nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể bơm nước hoa khác vào. Khi mà chúng ta đã quá trời mê cái mẫu chai này rồi mà chúng ta vẫn muốn xài mẫu nước hoa khác mà để bơm như nước hoa này để mà xài á, thì cái mẫu refillable đó như thế nào thì Lâm xin giới thiệu đây. Chúng ta hãy phút nó ra một cách tự tin như thế này đó. Xong rồi các bạn dặn theo cái chiều ngược chim đồng hồ nha các bạn, dặn như vậy và xong. Khi chúng ta sử dụng hết cái mẫu nước hoa này, chúng ta có thể dùng cái mẫu nước hoa khác lên để mà tận dụng được cái mẫu chai đặc biệt này và nó đẹp như thế nào. Đây mẫu Q5 là cái mã mới nhất của mẫu dòng này nha các bạn. Đây là chúng ta xài tới thôi. Thank you.